Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Trà. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Trung thu yêu thương đến với trẻ em nghèo huyện Mường Trà. Điện lực Mường Trà đảm bảo an toàn hành lang lưới điện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn mang Tết Trung Thu đầm ấm, trọn vẹn niềm vui đến với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, huyện Mường Trà. Những ngày qua, nhiều tổ chức, đơn vị, câu lạc bộ, nhóm thiện nguyện trong và ngoài tỉnh đã chung tay hỗ trợ từ vật chất đến tinh thần để góp phần giúp cho các em đón một mùa Trung Thu đầm ấm. Những món quà vừa mang giá trị vật chất thiết thực, vừa có ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn. Ghi nhận của phóng viên chúng tôi, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mường Trà là một huyện miền núi còn nhiều khó khăn, nhất là ở một số bản vùng sâu, vùng xa, biên giới. Người dân chủ yếu sống dựa vào việc làm nương rẫy và chăn nuôi. Đời sống còn nhiều thiếu thốn, khó khăn khi bữa ăn hàng ngày còn đang là nỗi lo của gia đình. Thì việc có bánh Trung Thu, có đèn ông sao để vui chơi dường như đó chỉ là một ước mơ xa xỉ với trẻ em nghèo các bản vùng sâu, vùng xa. Thấu hiểu được hoàn cảnh của các em nhỏ nơi đây với mong muốn mang đến cho các em một Tết Trung Thu ấm áp. Vừa qua, nhóm thiện nguyện Biên Cương Trong Tôi và các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ đến từ thành phố Hà Nội đã đến tặng quà và tổ chức chương trình Vui Tết Trung Thu năm 2020 cho trẻ em xã Na Sang và Ma Thì Hồ, huyện Mường Trà. Tại chương trình, đã có 100 suất quà gồm cặp sách, vở, đồ dùng học tập được trao tặng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học bán trú xã Na Sang, và 500 phần quà gồm bánh Trung Thu, kẹo, đèn ông sao dành tặng các cháu thiếu niên nhi đồng để vui chơi phá cỗ, liên hoan. Nhân dịp này, nhóm Biên Cương Trong Tôi đã tặng 50 suất quà gồm chăn, chiếu và đồ gia dụng cho các hộ nghèo tại bản Hô Chim 2 và bản Hủy Y xã Ma Thì Hồ. Chương trình Vui Tết Trung Thu năm 2020 đã được nhóm thiện nguyện Biên Cương Trong Tôi cùng các nhà hảo tâm, đơn vị, tài trợ, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí bổ ích và ý nghĩa, nhằm động viên khuyến khích các em thiếu niên nhi đồng ngày càng chăm ngoan học giỏi, đồng thời tạo không khí vui tươi phấn khởi, thi đua rèn luyện, học tập tốt trong năm học mới. Cái đoàn từ thiện đã lên tay bác để tặng quà cho bà con nhân trong xã Na Sa, đặc biệt là cái đoàn từ thiện Biên Cương Chúng Tôi được tổ chức tại tiểu đoàn 19 hôm ngày 19 tháng 9 vừa rồi, thực sự rất là có ý nghĩa đối với bà con nhân trong xã. Đấy, đặc biệt là các cháu học sinh ấy, là được bơi, được tổ chức Tết Trung Thu rất là vui vẻ, và các cha mẹ học và phụ huynh học sinh cũng rất là nhiệt tình, hăng hái và tham dự. Đấy là có một ý nghĩa đặc biệt đối với bà con nhân dân trong khu vực biên giới. Đấy là cái trách nhiệm của bà con nhân dân cũng như là chính quyền, mà rất là cảm ơn đoàn từ thiện đã đến cho quà, tặng quà cho con học sinh tại địa bàn xã La Sơn. Các em được tham gia các hoạt động như là được tặng 30 suất quà cho học sinh xuất sắc, và 100 em được tham gia trong đêm Trung Thu những món quà nhỏ bé như quần áo, bút mực, vở, cặp sách, và được tham gia các hoạt động như tập bơi, hát múa văn nghệ, múa lân, tham gia các giao lưu các câu hỏi về tìm hiểu đêm Trung Thu. Đó là những hoạt động vô cùng ý nghĩa đã mang lại cho các em những kỹ năng sống và niềm vui trong đêm Trung Thu ngày hôm đó. Thay mặt các thầy cô giáo và các em học sinh, xin chân thành cảm ơn đoàn từ thiện Biên Cương Trong Tôi đã dành cho học sinh của nhà trường một cái Tết Trung Thu đầy ý nghĩa và niềm vui cho các em học sinh nơi đây. Bản Hủy Hạ xã Na Sang là bản vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, 100% các hộ dân đều thuộc hộ nghèo. Để chuẩn bị chương trình Vui Tết Trung Thu cho các em học sinh bản Hủy Hạ, Câu lạc bộ Thanh niên Tình nguyện huyện Mường Trà đã vận động sự đóng góp, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia quyên góp, ủng hộ kinh phí tặng quà. Câu lạc bộ Thanh niên Tình nguyện huyện Mường Trà đã phối hợp cùng nhóm thiện nguyện Nụ cười trẻ thơ thành phố Hà Nội và công ty Modelet Kinh Đô miền Bắc đã trao tặng 122 suất quà gồm bánh, kẹo, khay thơm, cặp lồng, đèn ông sao cho các em học sinh mầm non và tiểu học điểm bản Hủy Hạ, xã Na Sang. Để thực hiện cái Tết Trung Thu trao quà cho các cháu ở vùng cao, tôi thay mặt cho công ty Modelet Kinh Đô miền Bắc để trao quà cho các cháu thiếu nhi vùng cao. Năm nào công ty Kinh Đô chúng tôi cũng lên các bản vùng cao khó khăn để trao quà cho các cháu, để các cháu vùng cao có một cái Tết Trung Thu vui vẻ và đầm ấm.
những hoạt động ý nghĩa thiết thực được các cấp, các ngành và toàn thể cộng đồng chung tay góp sức để trẻ em nghèo huyện Mường Trà được hưởng trọn niềm vui trong ngày Tết Trung Thu. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng là nguồn động viên để thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Mường Trà, nỗ lực vươn lên trong học tập, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chủ động phòng chống, xử lý nhanh, kịp thời các sự cố có thể xảy ra trên lưới điện, thời gian qua, Điện lực Mường Trà đã triển khai nhiều giải pháp, phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi. Điện lực Mường Trà quản lý vận hành lưới điện tại 25 xã phường thị trấn của huyện Mường Trà, Nậm Pồ và thị xã Mường Lay với gần 450 km đường dây trung áp 35 kV, trên 390 km đường dây hạ thế và 168 trạm biến áp. Với hệ thống đường dây cột điện dài và nằm chủ yếu ở các khu vực đồi núi, khe suối. Để đảm bảo lưới điện an toàn, Điện lực Mường Trà đã chủ động phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra thay thế một số thiết bị điện để hạn chế nguy cơ về cháy nổ. Đồng thời tổ chức cân pha, san tải các trạm biến áp phân phối để đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn và liên tục cho nhân dân. Điện lực Mường Trà thì đã triển khai toàn diện và đồng bộ nhiều biện pháp về công tác tuyên truyền an toàn điện. Thì về vấn đề an toàn điện thì đơn vị đề ra 3 cái nội dung chính về công tác an toàn điện. Thứ nhất là an toàn điện trong việc là bảo vệ hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn do đơn vị quản lý. Cái thứ hai là đảm bảo an toàn điện về thiết bị và đường dây và con người trong quá trình sản xuất kinh doanh bán điện trên khu vực địa bàn. Và thứ ba nữa, vấn đề đảm bảo an toàn điện trong dân cũng được đơn vị chú trọng quan tâm và tổ chức tuyên truyền với rất nhiều cái nội dung và phương pháp. Cho đến thời điểm này thì hiệu quả của việc tuyên truyền an toàn điện trong dân đã được đơn vị đánh giá là có hiệu quả rất rõ rệt. Hiện nay, Điện lực Mường Trà có khoảng 14.500 khách hàng sử dụng điện với tổng công suất trên 22 triệu kWh. Với lượng khách hàng lớn, nhu cầu sử dụng điện cao, Điện lực Mường Trà đã xây dựng kế hoạch lịch trực, tăng cường kiểm tra xử lý những tồn tại trên lưới điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn. Cùng với đó, bố trí lịch trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ các vật tư, phương tiện, nhân lực và đảm bảo thông tin liên lạc để xử lý các sự cố có thể xảy ra và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân. Triển khai cho rà soát, kiểm tra lại toàn bộ các cái hành lang lưới điện, các cái thiết bị điện trên khu vực địa bàn để nhằm đảm bảo các thiết bị vận hành ổn định, an toàn liên tục. Cái thứ hai nữa là chỉ đạo việc kiểm tra toàn bộ các hành lang an toàn lưới điện cũng như việc mà kiểm tra các cái địa điểm khu vực địa bàn có tổ chức các cái sự kiện là cấp điện là ổn định là liên tục. Và cái thứ ba nữa đó là việc đơn vị là làm việc phối hợp với chính quyền địa phương, với chính quyền xã, thì từ việc là cung cấp điện và lập cái phương án dự phòng để khi trường hợp có sự cố lưới điện thì sẽ cung cấp các cái nguồn dự phòng để đảm bảo cho khu vực địa bàn đảm bảo cấp điện. Bên cạnh việc tập trung nguồn lực để thay mới, cải tạo hệ thống lưới điện hạ áp, Điện lực Mường Trà cũng xử lý những vị trí có nguy cơ gây mất an toàn tại các đường dây do điện lực quản lý, khắc phục xử lý nhanh sự cố. Đặc biệt trong mùa mưa bão, Điện lực Mường Trà phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền nhắc nhở người dân trong việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn điện. Từ đầu mùa mưa, đơn vị đã thí nghiệm toàn bộ thiết bị, lập phương án phòng chống mưa bão, trong đó chú trọng chuẩn bị mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, phòng kinh tế hạ tầng huyện để có phương án xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố. Nhờ đó, trong mùa mưa năm nay không ảnh hưởng đến việc cung cấp điện lưới cho nhân dân. Tuy nhiên, Điện lực Mường Trà cũng không chủ quan vì sự cố điện có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thì thời gian qua, đơn vị thì cũng đã tổ chức tuyên truyền tại 3 điểm. Thứ nhất là Ủy ban Nhân dân xã Sa Lông và Ủy ban Nhân dân Hồi Lèng và Ủy ban Nậm Chua. Đấy thì thời gian thì cũng tuyên truyền 3 tiếng. Thì bà con sau khi được đơn vị tổ chức tuyên truyền thì cũng đã nắm được những kiến thức cơ bản
về cách bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. Và trong thời gian tới thì đơn vị cũng sẽ thực hiện tuyên truyền tại các điểm trường và phổ biến cho học sinh để nhận biết được các mối nguy hiểm khi chơi các trò chơi tại những nơi có đường dây và những nơi mà sao ao hồ sông suối là có đường điện dây đi qua. Song song với việc đảm bảo cung ứng điện phục vụ nhân dân, Điện lực Mường Trà luôn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền đến các trường học và nhân dân trên địa bàn để đảm bảo an toàn về người cũng như các thiết bị điện. Hành lang lưới điện với nhiều hình thức như phát tờ rơi, tuyên truyền qua loa phát thanh di động, trình chiếu các video về tình huống tai nạn do điện giật. Qua thì Ủy ban xã Hội Lèng phối hợp với Điện lực Mường Trà là tổ chức các hội nghị tuyên truyền mà về lưới điện an toàn cho người dân ở xã đấy, thì chúng tôi có một đội ngũ của cán bộ công chức xã là phụ trách từng thôn bản, thì chúng tôi cũng đã cử cán bộ công chức xã đi cùng với chuyện bản triển khai các cái công việc hàng tháng, hàng tuần trong bản và phối hợp với chuyện bản là tuyên truyền luôn về an toàn điện lưới cho bà con nhân dân. Chính vì vậy là trong 2-3 năm nay là không có các cái vụ về mất an toàn về điện. Qua cái tập huấn truyền thông hôm nay thì đối với tôi thì cũng học được rất là nhiều. Từ những cái mua những cái thiết bị điện ấy, thì phải mua những có nhắm đấy, có nhà sản xuất, có tem nhãn đầy đủ. Và cũng qua cái buổi truyền thông này thì cũng mình làm nhà với lại cái gì đấy qua cái lưới điện thì cũng phải khoảng cách phải an toàn, ví dụ như là được cho phép khoảng 4 mét hay là 3 mét gì đấy. Đấy mà về cái thiết bị của gia đình thì cũng mua những cái vừa với gia đình mình, ví dụ như là những cái nồi cơm điện thì mua những cái, ví dụ người nhà mình ít thì mua ít người ấy, thì mua những cái nồi nó bé để tránh lãng phí điện cho nhà nước. Thông qua các buổi tuyên truyền, nhân dân trong huyện đã phần nào hiểu biết thêm một số kỹ năng sơ cứu người khi bị điện giật, đồng thời hạn chế các hành vi leo trèo lên cột điện, chạm điện hoặc khu vực bảo vệ công trình điện khi không có nhiệm vụ. Thả diều gần công trình lưới điện có khả năng gây sự cố. Không đốt nương rẫy gần hành lang lưới điện. Trồng cây hoặc để cây vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện. Hướng dẫn vận động nhân dân nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Thì cũng lồng ghép vào các cái hội nghị tuyên truyền. Đấy, là đã tuyên truyền đến tất cả 6/6 bản trên địa bàn xã Gia Long và tất cả bà con nhân dân đều là nắm được về cái sử dụng điện lưới an toàn là như thế nào và cái cách phòng tránh. Đấy, nhất là cái sử dụng điện trong cái để là có cái sử dụng điện nhiều thiết bị điện cùng một lúc. Đấy, và dùng các cái dây điện không an toàn. Đấy, trong thời gian vừa qua trên địa bàn xã Gia Long thì cũng chưa có cái trường hợp nào mà xảy ra về cháy nổ về điện, nhưng mà ở các cái trạm biến áp thì cũng có một số trường hợp là do cây cối nó đổ vào. Đấy, là cũng xảy ra cháy chật nhưng mà cũng ở mức độ nhẹ chứ chưa có gì ảnh hưởng đến tính mạng con người. Đấy, nhưng mà đây là một cái việc chúng ta cần phải phòng tránh ở trong thời gian tương lai cũng là về sau này. Để đảm bảo hành lang lưới điện trên địa bàn, ngoài việc Điện lực Mường Trà thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn lưới điện cũng rất cần sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền xã, phường và người dân sinh sống trên địa bàn. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân về an toàn hành lang lưới điện và hạn chế thấp nhất gặp sự cố lưới điện, tai nạn điện có thể xảy ra. Chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Trà đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.